Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình Aegis ăn chia tổng giải thưởng là 5.000 token cần tắt. Token cần này nó sẽ đến sàn Uniswap nha các bạn. Đây là một kèo giá khá là tiềm năng đó các bạn. Ngon các bạn. Rồi video đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram group đó các bạn. Rồi các bạn theo dõi Medium của nó, các bạn nhấp vào, nếu mà nó tải không được thì các bạn nhấp vào lần nữa nha các bạn, 2-3 lần cho các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ thứ ba thì nhiệm vụ thứ hai thì các bạn cũng theo dõi Twitter nữa, các bạn like và Twitter luôn nha các bạn. Rồi mình đã theo dõi rồi. Rồi các bạn like và các bạn Twitter lên nha các bạn. Các bạn Twitter với username của nó nha các bạn. Còn ta kia Finance. Rồi bạn test lại tài quyết nữa các bạn. Sau khi các bạn test lại tài quyết nữa, các bạn bắt đắp lên nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn mở username Telegram của tất cả các bạn. Các bạn điền lại, các bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Kèo này không có ghép nha các bạn. Rồi đây thì liên kết Twitter thì các bạn cũng mở Twitter của mình ra nè các bạn. Medium thì các bạn vậy thôi các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba chữ gạch, nhấp vào hồ sơ nè các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng chia sẻ nè các bạn. Rồi sao chép đến Twitter nè các bạn. Rồi các bạn trở về Medium Form các bạn, liên kết đến Twitter của bạn về nè. Rồi các bạn dán vào người ta các bạn. Tiếp tục thì tên người dùng phiên tiện thì Medium thì các bạn cũng vào trang cá nhân của mình thì sẽ gặp username Medium của các bạn thôi. Đây thì Medium của mình anh Nhân Quỳnh 5 cộng nè các bạn. Tiếp tục thì địa chỉ NH thì các bạn cũng copy địa chỉ NH bên địa chỉ với chút wallet, Master Wallet nha các bạn. Các bạn cập nhật thông tin con này các bạn. Nếu mà nó tự động mã hóa nha các bạn. Nếu mà tự động mã hóa thôi, còn nó mà không có mã hóa thì mình sẽ khi nào nó về mình sẽ làm một cái video thông báo cho tất cả các bạn. Rồi các bạn sao chép nữa các bạn. Các bạn cứ làm đi, biết đâu trúng được một hai tốc cần có giá trị cao thì sao. Rồi bạn dán vào địa chỉ NH nha bạn. Rồi các bạn kiểm tra lên nha bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ thôi. Ok, như vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tập càng tác đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình nhé.